Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Tuấn Mobile và mình là Như Quỳnh. Bạn có phải là người đam mê công nghệ hay không? Và bạn đang sở hữu một chiếc smartphone, đó chính là một siêu phẩm. Đây, chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay, đó là chiếc iPhone XS Max đình đám của năm nay. Và bạn có muốn chiếc iPhone XS Max này của mình thật là hoàn thiện hơn nữa bằng việc là kết hợp chúng với những phụ kiện cần thiết khác hay không? Nếu như mà có thì các bạn hãy cùng với Như Quỳnh xem hết video này nhé. Món phụ kiện đầu tiên mà chúng ta cần phải kể đến đó chính là những chiếc ốp lưng này đây. Và nó sẽ vừa là một cái vật bảo vệ được cho chiếc điện thoại của bạn mà vừa giúp cho chiếc điện thoại của bạn trở nên xinh đẹp và thời trang hơn nữa đó nha. Và cái ốp lưng mà Quỳnh muốn giới thiệu đầu tiên đến các bạn đó chính là những cái dòng ốp lưng da của Puloka. Và những chiếc ốp lưng này được làm từ cái chất liệu da rất là cao cấp, được gia công và hoàn thiện tỉ mỉ, cùng với cái đế ở bên trong các bạn thấy là nó rất là mềm, bằng silicon bền, chống sốc rất là tốt và dễ dàng tháo lắp vào máy. Mặt trong của bao da là một cái lớp nhung mịn giúp bảo vệ được tối đa các góc, các cạnh của điện thoại và không gây xước máy khi mà chúng ta tháo lắp chiếc điện thoại ra trong quá trình sử dụng. Và một chiếc ốp lưng nữa cũng xinh đẹp không kém, đó chính là ốp lưng ESR Metro Wireless iPhone. Chiếc ốp lưng này được thiết kế 2 trong 1, vừa là ốp lưng điện thoại mà vừa là một chiếc ví để chúng ta có thể đựng thẻ xe hay là thẻ ATM ở mặt sau luôn nha. Rất là tiện dụng để mà chúng ta di chuyển luôn, đúng không? Với chất liệu len mềm mượt và da tổng hợp cao cấp tạo nên cái sự sang trọng cho chiếc ốp này. Bên trong là một cái lớp vải rất là mềm mượt giúp giữ điện thoại không bị trầy xước ở mặt kính phía sau. Cùng với đó là khả năng kháng bụi bẩn cao sẽ luôn giữ cho chiếc ốp lưng điện thoại của chúng ta luôn sạch sẽ. Và món đồ tiếp theo đó chính là tai nghe Bluetooth Apple AirPods 2. Nếu như mà các bạn là một fan cứng của Apple thì chắc chắn mình nghĩ là các bạn không thể bỏ qua được chiếc tai nghe AirPods 2 này đâu. Nó dùng để dùng với lại chiếc iPhone XS Max là quá tuyệt vời luôn rồi. Cái chiếc tai nghe này thì sở hữu một thiết kế thời trang và vô cùng nhỏ gọn, trọng lượng nó cũng rất nhẹ với khả năng chống ồn, chống nước cùng công nghệ sạc nhanh. AirPods 2 cho phép chúng ta điều khiển Hey Siri, từ đó có thể gọi điện thoại nè, phát nhạc, thay đổi âm lượng hoặc là hỏi đường bằng giọng nói một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Quả thật đây là một cái lựa chọn hoàn hảo cho chiếc iPhone XS Max phải không nào? Và nếu như bạn nào quan tâm tới chiếc tai nghe này thì Minh Tuấn Mobile cũng có riêng hẳn một cái video về em này đó nha. Và chiếc loa Bluetooth Thonet and Vanderbilt đó chính là một cái món phụ kiện thứ ba mà Như Quỳnh muốn đề cập với các bạn. Nếu như mà các bạn thích cùng mọi người chia sẻ âm nhạc với nhau trên chiếc iPhone XS Max này của mình thì hãy lựa chọn cho mình một chiếc loa Bluetooth là hợp lý nhất. Và đây là một cái sản phẩm mới đến từ thương hiệu Thonet and Vanderbilt, có công suất cực đại lên đến 50W, cho âm thanh chắc và mạnh mẽ, được thiết kế dưới dạng khối hợp đơn giản với kích thước khá là nhỏ gọn cùng chất liệu hoàn toàn bằng kim loại. Phần mặt trước của loa thì các bạn có thể thấy là được thiết kế thêm một cái màn lưới giúp bảo vệ loa trước những cái tác động từ bên ngoài như là các lực va đập mạnh hoặc là các loại côn trùng vân vân. Cái phần cũ loa thì được làm từ một cái chất liệu đó là polymer tự nhiên, bền bỉ và nhẹ, đem đến một cái hiệu suất hoạt động tối ưu. Còn trên thân của loa thì chúng ta có thể thấy là có các nút tùy chỉnh âm lượng, giảm âm lượng, chuyển bài, nhận cuộc gọi vân vân. Loa còn có một cái dung lượng pin lớn lên đến 8 giờ nếu như mà hoạt động liên tục. Do đó các bạn có thể sử dụng thỏa thích trong suốt một cái thời gian dài mà không lo là bị gián đoạn cái cuộc vui của bản thân. Cùng với đó là khả năng kết nối Bluetooth nhanh và truyền tín hiệu ổn định, đảm bảo âm thanh truyền tải chân thực nhất. Hiện thì cái chiếc loa này sẽ có 5 phiên bản màu sắc cực kỳ thu hút, bao gồm trong đó là có màu đỏ mà mình đang cầm trên tay, ngoài ra thì có màu trắng, màu đen, xanh dương và xanh ngọc để cho các bạn thỏa thích mà lựa chọn luôn. Và cái món phụ kiện cuối cùng mà Như Quỳnh muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là những viên sạc dự phòng. Cái thiết bị này thì không thể nào thiếu được đúng không? Đây là một cái thiết bị rất là quan trọng cho chiếc iPhone XS Max của chúng ta luôn. Sau đây là hai cái mẫu pin sạc dự phòng cực hot tại Minh Tuấn Mobile mà Quỳnh muốn chia sẻ. Đầu tiên đó chính là cục sạc Anker PowerCore 10.400 mAh. Và cái sạc dự phòng này của Anker luôn nằm trong danh sách best seller của hãng với công nghệ sạc Power IQ và cung cấp một cái khả năng sạc nhanh nhất có thể lên đến là 2.4A mỗi cổng hoặc là 4.8A trên cả hai cổng cùng một lúc, dòng sạc vào là 5V 2A. Cục sạc thứ hai đó chính là Energizer 10.000 mAh tích hợp sạc không dây 5W QE10.000, đang là một cái loại sạc hot nhất trong giới công nghệ bởi vì những cái tính năng vượt trội so với các loại sạc
dự phòng thông thường khác. Sạc dự phòng Energizer thì bao gồm một cái cổng USB Type-C chuẩn nè, hai cổng USB Type-A và một cái bề mặt sạc không dây chuẩn chi. Vì vậy viên pin này có thể sạc cùng một lúc cho cả 4 thiết bị khác nhau luôn. Quá dữ. Và vừa rồi là một số những cái phụ kiện đi kèm với lại chiếc iPhone XS Max mà Như Quỳnh nghĩ rất cần cho chúng ta. Đặc biệt là riêng bản thân Như Quỳnh thì mình thấy là món nào cũng cần hết và món nào Quỳnh cũng đã mua hết rồi. Và còn các bạn thì sao? Nếu như mà các bạn cũng cảm thấy là mình cần những món phụ kiện này thì hãy ngay lập tức đến với Minh Tuấn Mobile, bởi vì Minh Tuấn đã có đầy đủ hết những sản phẩm này rồi đây. Các bạn nếu như mà quan tâm thì có thể truy cập vào đường link mà Như Quỳnh đã chèn ở bên dưới video hoặc là ấn gọi hotline để được nghe tư vấn trực tiếp nha. Còn giờ thì Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác trên Minh Tuấn Mobile. Bye bye.